Hello, chào anh em nha. Chào tất cả anh em nha. Hôm nay anh em mình làm một và chuẩn bị vũ khí để vô trong hồ khế nha. Hôm nay anh hai, hôm nay anh làm gì giới thiệu cho mọi người xem anh hai. Đây là mình làm dàn câu là 200 lữ. 200 lữ các bạn ơi. Để vô mình đánh bét. Anh em qua lưỡi đây. Anh hai anh sử dụng là cái lưỡi số 22 nhân 22. Các bạn ơi, đây. Lưỡi này lưỡi săn quá giật ha. Anh em mình đi vô trong đấy đánh trình và cá lớn nên mấy anh em mình sẽ sử dụng lưỡi số 22 các bạn ơi. Lưỡi khá lớn nha, lưỡi này mà nó mép vô một cái là coi như là khó mà xảy được á. Đó, còn này. Mấy đây là để làm cái chì neo nha các bạn ơi. Mình sẽ kiếm một lon nước yến hay lon gì mình sẽ đổ xi măng vô, mình sẽ làm chì neo. Bao nhiêu cái chì thế này? 10 lon á. Rồi anh em mình chuẩn bị xong xuôi ở đây cả tầm 1-2 ngày sau nữa anh em mình sẽ vô trong hồ khế, anh em mình sẽ đi săn hàng nha các bạn, hy vọng là sẽ có hàng nha. Cứ tầm vài ngày nữa đó. Anh em mình sử dụng mấy cái phan này, phan cục chặn rồi đây, đồ này bài bản có bạn chứ. Đây là mình là ủng hộ cho anh Toàn, mình là dân đi biển mà về giúp đỡ anh Toàn cái làm ít cái video đây. Anh hai là anh đi biển là cũng chuyên làm dàn câu rồi các bạn, đánh rạn không này? Rạn chứ, là biển chuyên quýnh câu đi rạn không à. Anh hai mấy trước không? Anh về anh đem có mú đồ cá mà anh câu rạn á, nhiều lắm các bạn ơi. Chung anh hai làm dàn câu đây, là chuyên nghiệp luôn bác đây. Đó, anh em coi chuyên nghiệp luôn. Và anh hai làm đỉnh cao. Cái phan này là để nó chống rối và chống sáng nha các bạn. Chống ơi, chống rối này. Đấy, chạy qua chạy lại nè. Đó, chạy qua chạy lại nè. Cái phan này mà khi con trình nó ăn á, cái này các bạn ơi, mấy anh em mà nếu làm không sử dụng cái phan này khi con trình nó ăn là nó sẽ cọng cước nó sẽ sáng nè, nó sáng một lúc thì cọng cước mình nó sẽ bị đứt nha. Còn đây mình sử dụng phan nên con trình nếu nó sáng thì cũng không sao, nó không có bị rối và đứt cầm cước của mình nha. Hôm nay cước đây mình sử dụng cước đây là cước 80 cước thẻo nha. Đây, 80 cước 80 đây các bạn ơi. Cước thái, này cước thái. Cước đây mà mình nghĩ là trâu kéo mấy đứt lắm đâu. Khó mà đứt lắm. Làm sao đứt được. Cước đây là bao hàng luôn nè. Mình sợ nó xui quá xảy thôi chứ làm sao đứt. Cước đây cũng 80 luôn mà anh. Cước đây 120, riêng 120. Cước đây mình nghĩ là khi mà ba hàng khó mà xảy được. Cái này mình dùng cho gì? Đây làm tiên nè, cái cước đây mình làm tiên nè. Sáng anh sở rồi hết rồi, còn anh đo xem anh két ra mấy cọc rồi đó, làm cho nó nhanh đấy. Chung làm cái đây khá là tốn thời gian nha các bạn ơi. Làm chắc ngày mai nữa. Hai ngày mới xem lận các bạn, 200 lưỡi không phải ít đâu. Mà bây giờ 200 lưỡi đây là anh em phải đào phải là trùng cũng tương đối nhiều á. Đúng anh hai. Phải gấp đầu chứ, gấp đầu gấp rưỡi trùng là mới đủ màu để mình tham rồi mình. Là mỗi lần câu phải là gấp rưỡi màu. Gấp rưỡi màu để mình tham chứ. Đúng rồi, tham với hết màu làm sao? 1000 con. Giờ bộ 2 hao không cần. 200 đốc thì phải cỡ 400 con trùng. Bộ 200 lưỡi thì mình kiếm ít gì cũng phải 300 con để khuya cỡ tầm 10 giờ 11 giờ mình tham một cái lưỡi nào nó hết mồi các bạn là mình sẽ thay. Còn lưỡi nào mà có cá cố trình thì mình sẽ gỡ ra mình móc vô tiếp nha. Ý là anh hai bây giờ mà lỡ mà có dính nhiều quá anh hai có cái dự định gì không anh hai? Dự định đấy thì bên chỗ anh Toàn chứ, chứ nhà xếp chứ. Trình một nát. Anh Toàn thì bình thường làm tụi em biết rồi, anh hai có cái gì, món gì mới nha. Mới giờ trình hầu giờ mình cũng ăn cũng nhiều rồi. Chắc chứ mình cũng ăn nhiều đâu. Số lượng nhiều thì đủ ăn chứ không có nhiều để phở khô đâu. Ủa rồi đem ra chợ bán mua thứ khác đi. Mua chợ mua bán thứ khác đi. Ủa anh hai giờ đâu, hình như muốn qua em nghe anh dốc cần câu mà phải không? Kìa cần câu kìa. Kìa vô giá. Anh em xem anh hai tóm em mà ra mình lấy cần câu. Thôi mấy chuẩn bị thôi, mấy để cho nó khô rồi mình mới đánh câu. Ấy lại cho nó mới thực tế cái cần chút mà. Đúng là duyên chiên mà anh hai đây. Gió
2 ngày chưa được mấy ngàn cân. Đây ngày hôm qua này các bạn ơi, anh hai anh có chỉ anh phơi chờ tri nó khô nha. Cho mình có cái cần của mình á, cái cần mình giờ đợt trước mình ghi cắm câu ếch và cắm câu cá lép và cắm câu cá rô trong hồ cái khế á. Mà anh hai kêu cái cần đó thì nó nhỏ, cái sức tải của nó thì không có được cá lớn đúng không anh hai? Đúng rồi, cá nó dính cá lớn vô cái nó yếu quá, yếu. Nó bị đi cái rầu. Đây mấy anh em mình là mới có chỉ sơ khởi ban đầu đó. Đây mới gọi là phần thô các bạn ơi. Cho nó khô rồi anh hai vót lại. Khô vót lại chứ. Nên bài bản lắm. Anh hai anh đợi tập ít ngày nữa mấy anh em mình sẽ đi cắm cao lát nè, vì anh hai anh biết điểm cao lát khá lớn nên anh hai đã chuẩn bị cái cần này để tải có cái cắt bự này, chứ cái cần mình thì gọi là chỉ là có lơm cơm thôi chứ tải có lớn tải không nổi đâu, thì khá già dạ này chờ ráng chờ mấy ngày vô sang hàng. Em ghiền nhất là cái đoạn mà mình dỡ câu lên đi thêm á, đi thêm dỡ hấp dẫn ha, dùng hầu hộp không là cái đoạn mà vô, anh em đi thêm vô hồ đấy thì hình như lâu rồi nó đâu có cạn được. Đúng rồi đó, rất có là nhiều cá lớn đó, đó. Theo anh hai anh tự tin khoảng là bao nhiêu phần trăm là mình sẽ vô mình tự tin mình phải là 90% chứ sao, vì cái hồ đấy là lâu rồi nó chưa cạn được các bạn ơi. Mà trong đấy thì những người đi cần thủ á lắc câu thì lâu lâu vẫn động trình nha. Gọi là trình vô đó là trình này chắc cũ trình cũ á, có 100% rồi không có vô tập. Để mấy anh em quyết định sẽ làm một cái dàn câu đây, dàn câu để vô ở trong vô trong đấy sang tầm 2-3 ngày, nếu mà để tùy cơ ứng biến đi, nếu mà có thấy tình hình tiết điển tốt thì anh em mình đặt xe mình vô làm thêm lữ, mình vô để mình chiến tiếp đó. Anh hai con trình nước ngọt anh hai đụng lớn nhất là bao nhiêu ký anh hai? Đợt trước anh hai có bắt một con trình dư đạp hình như 3 kg mấy 4 kg bao này? 3 kg 8. 3 kg mấy? 3 kg 8. Ô thường chắc 8. Con trình 3 kg 8 chắc là bằng cổ chân quá. To. Không mà con trình thì nó ngắn chứ nó cũng dài nhưng ráng. Trình nó ngắn, mập dài hơn chứ, dài hơn đấy. Nó mập. Mập. Mắc cỡ như con lươn thôi. Nấu đủ món. Tầm thế nó cũng như vậy chứ mà nó to hơn. Nó to thì nó dài, nó cũng to thì nó cũng dài ra chứ. Nó to ra. To nó dài ra chứ. Trình mình bảo đảm vô hồ đó thì chắc cú 100% sẽ có chứ không bao giờ trật. Em cũng tự tin lắm ai, vì cái hồ ở Khế thì địa hình nó hang hóc lộ nhiều lắm các bạn ơi. 3-4 hecta mà rộng bao la luôn. Trong đó này có tre này, có lắc này, có chim này. Nói chung là đủ thứ cây, có gì cây cũng có. Đúng rồi. Mà mình cắm câu thì chắc chắn thì mình không biết, chắc không có cá mì đâu. Cá mì thì đúng rồi, trình có tre nè. Cá bắn cá tượng nữa. Cá lóc thì cũng chắc cũng không, có khi đấy dính đó chứ. Cá lóc nhiều lắm chứ, trong đấy hôm có đỉnh không á. Đúng rồi. Con trong đấy đỉnh lắm á. Đợt trước mình có nghe mấy anh em thợ câu trong đó là câu đụng được con cá bóng tượng các bạn ơi. Con cái máy, hai cái máy bạn có nè. Được bóng tượng là câu đây vô bữa là thôi á, y kiểu luôn. Ồ, cá bóng tượng dính nhưng cá mà quỷ phình một cục luôn. Bóng tượng à. Em thấy là anh Toàn, đợt anh Toàn câu nó con 7-8 lạng nhưng mà... Nó tầm cái cơ kia. Cái rử mà cái bé rồi thôi chứ dồn thấy đã. Tại vì con cá bóng tượng cái đòn nó ngắn. Đúng rồi, nó ngắn nó mình nó bự. Cái kiểu như ấy như con cá bụng binh á, nó nói như con cá bụng binh á các bạn ơi. Lúc trước mà cách đây khoảng là 10 năm ở sông mình là rồi mình cứ giới thiệu là bữa nào có cái anh em biết gì đâu mà bữa vô anh em mình làm cái anh em biết gì. Mấy đâu. Mấy chú thường cũng bủa ngoài sông trước cho mình nè. Tới mùa là đào cá sâu trùng á, rồi đi bố câu là dính, thường thường là dính cá bóng tượng là nhiều, cá bóng tượng giá trình mà thật để vô hồ khế mình không biết cái mình sẽ đụng con trình mười mấy 20 kg đây mà lúc đấy mà sao mà ăn vô hết đây ta, khó hiểu. Hai nắng quá, hai nắng hả, mà sợ trời mưa chứ trời nó yếu rồi gì. Em suy nghĩ món thôi chưa đụng, chưa ăn lần nào chưa rồi được. Có mình xin lên đơn không, bây giờ em thấy cái dàn cái hộp lửa số 22 các bạn ơi. Con này mà nó chạy một cái nó mát vô rồi khỏi sảy luôn. Lưỡi xịn đúng không anh hai? Xịn luôn. Xịn luôn. Đó. Cái lưỡi này mà đi kém câu cá lép cũng y bà luôn này. Cá lép thì nó cái đấy nếu mà kém như có đây thì anh sử dụng cái lưỡi khác, không sử dụng cái lưỡi đấy. Anh có cái lưỡi câu cá lép đây. Anh cho thấy cho coi. Để anh hai lấy. Nói chung anh hai là anh đồ nghề
để làm nhân câu rất nhiều các bạn, vì anh sống nghề biển hai mấy anh em mà sống nghề biển hai mấy anh em là anh chuyên về làm buổi nhân câu mà ở dưới rạn á, mấy cái rạn ngoài biển á, nên anh rành về mấy cái thủ tục đây. Đây câu lát cho anh em xem đi, có phải mình bắt con lớn mở luôn chứ chưa bóc tem luôn mà chưa bóc tem luôn mà bóc tem có hôm nay gì không trời. À lưỡi số 9 số 9 mà số 9 đây mà gọi là số 9 với số 9 cũng đó, số 9 đây không phải là nó nhiều loại size nha các bạn ơi, chỉ bạn mà mấy anh em mà mua mà lưỡi câu có đầu phi á là lưỡi số 9 nó thì nó bằng có một nửa nè, chứ không phải nó được to như vậy đâu. Lưỡi hàm ếch nó khác, còn lưỡi quéo khác. Đúng rồi, đây này các bạn ơi, đây là lưỡi này size số 9, hàng này vô cái là xong luôn, khỏi xảy luôn. Làm gì cũng chết chứ, do nó dính rồi cho nó chết cứu, chứ còn nhỏ nhỏ lỡ nó bứt nó gãy rồi uổng. Có công về thành có kẻ là mình đó. Nói chung là anh hai thì trên biển đó, là anh hai anh định đi biển, nhưng mà mình có nhờ anh hai là kêu thôi anh hai ở là nhà một tháng đi, đi giúp mình đi quay những clip đi săn bắt như thế này các bạn ơi, đi buổi dần câu này, đi kiểm câu cá lóc này, rồi đi ra sông để đánh lưới cá đối rồi này, nói chung nhiều nội dung mình với anh hai chuẩn bị sắp tới rất nhiều luôn các bạn ơi. Các bạn sẽ gặp liên tục. Đúng rồi, chứ trong team mình thì cô Hậu, cô Hiệu và cô Triết thì nó không có biết bơi thuyền rồi bơi này nọ, rồi không có rành về mấy cái mảng này nên rất là khó. Thì mình đã nhờ anh hai ở nhà một tháng để phụ mình để đi sang bắt những clip gọi là triệu view cho bạn xem nha. Thì bạn là có sẽ sinh ra những clip triệu view các bạn ơi. Hộp đây đi nhiêu lưỡi anh, trăm lưỡi không? Hộp này hộp đến trăm á. Hộp lưỡi uy tín nha. Rồi bây giờ mình với anh hai sẽ chuẩn bị tóm dần lưỡi, rồi anh em mình kiếm gì anh em dùng buổi chiều luôn chứ cũng hơi đói bụng rồi các bạn ơi. Hoàng sáng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ làm xíu mồi nha các bạn ơi. Lương hồi bữa mình có thả ống á, mình có để lại mấy con do nhiều quá anh em mình dùng hết nha. Lại mấy con hôm nay mình lên nhà anh hai sáng anh em làm cái dàn câu này, rồi làm ít chai, rồi tính toán cái bố trí trận mạc để vô rải thiên la điều bản lúc nãy nha. Đó, nghệ ớt của hành thì mình úp gia vị nha. Món này tuyệt chiêu cho này. Hạt nêm, thấy chưa, bột ngọt. Món này tuyệt chiêu luôn à. Muối. Dạ. Hạt nêm. Đường, xíu đường thôi. Và nước mắm nha. Đây mà anh em mình làm đơn giản thôi. Quê mình dạo này mưa gió quá, gió ảnh hưởng áp thấp hay sao, gió thật ngắt hả, gió u luôn đó. Bây mình sẽ trộn đều lên nha, trộn đều quá phê luôn. Lương đồng là ăn đỉnh cao luôn các bạn. Món này món hiền thoại, món này mà ăn cơm là xấu dách luôn á. Lương thì xào thì phải có lớp lớp nha các bạn đó, anh em mình đơn giản thôi. Dạ đúng rồi. Ồ đây còn bên đây các bạn ơi, thật sự làm 200 lưỡi anh hai. Đây. Quá chưa lâu luôn. Chưa đâu các bạn, mới có được 1/3 quãng đường gì anh? Được rồi, chắc được 1/3 rồi á. Ấy 1/3 là cộng tre đó, còn tấm lưỡi nữa chưa, các bạn. Chưa tấm lưỡi nữa. Còn nhiều lắm. Còn lâu lắm. Khá lâu luôn. Làm cái công đoạn mình nấu cái chiên lại thôi mà. Còn thẻo với lưỡi một công đoạn nữa. Đây là sếp sếp tổng con anh hai. Mấy anh em mình làm cái dàn câu để mình đi quay nhiều clip nữa nên mình làm kỹ nha các bạn ơi. Mình quá quay kỹ. Đúng rồi. Mình còn đánh ngoài sông rồi mình để dành rồi sân nem mình đánh nữa nên mình làm phải bài bản luôn để mình làm một lần để xạ quà luôn với lúc trước mấy anh em team Xuân Dược mình á. Làm xong rồi xem cứ dục bỏ lần sau làm lại tốn tiền rồi tốn công rồi rất là cực luôn. Cái này mà để biết nào cho nó hư đó này. Làm sao hư được.
cướp ra mà làm hoài thôi chứ phan này mà biết là cho hư nó sợ có để rồi ấy rồi sợ có chuột nó quất hay mới hư thôi. À mình làm những câu đây mà đánh trong hộ khế xem á, rồi tầm cỡ 15-20 ngày anh em mình sẽ ra ngoài sông anh em mình đánh. Hôm nào anh em mình đi đánh đánh nước đêm bữa nay đêm ấy. À, đánh cơ đấu á, cơ đấu phải có xuồng máy. Xuồng máy quấn nó mới chạy rồi có nó mới đếm chứ. Đúng rồi, cơ đấu nó đặc tính là mình bù lưới xem mình bật xuồng lên chạy là nó quảng nó nhảy nó bươn vào lưới rồi. Chứ tháng này nước có độc mình quấn nó cũng đếm. Đúng không? Cũng đếm, nước kem nó khó. Cơ đấu với cơ cầu. Đúng rồi, đấu anh cầu. Hai anh có máy tâm lưới cơ cầu đỉnh lắm các bạn ơi. Để hôm nào mấy anh em mình đi đi quay. Ờ anh ơi, mai nghiên cứu anh em mình đi xuống cái hồ kia mình đi đánh lưới bữa nay. Mai á. Ờ ừ, mai mốt cũng được, xuống ở dưới anh em mình đánh bữa gì mình làm món cá hấp đi, lâu quá thèm cá hấp á. Rồi để mai anh sắp xếp thử thời gian. Đúng rồi. Anh xếp là làm dứt cả 2-3 tay lưới mà nhậm nhẹm á. Xuống em quấn hôm bữa về anh em mình hấp, lâu lắm mà thèm cá hấp. Rồi, em mai sắp xếp thời gian thứ anh em mình đi. Ổn, anh em mình xuống làm tà lưới mình đánh, mình đập, mình gõ thí. Kiếm mớ cá gì mình hấp chú cây rồi dừa đồng mài ra rồi. Tuyệt chiêu. À, bài bán luôn. Đúng rồi. Hấp nước dừa hả chú? Hấp y như kiểu mà truyền thống bề hôm ở quê mình cứ hấp đơn giản nha. Chú cây rồi dừa khô rồi các bạn, rồi chú trái rồi. Nói chung là cái truyền thống dân gian mà. Dạ đúng không? Món truyền thống mà. Thật sự mình thấy 200 lửa đơn giản chứ không phải đơn giản các bạn ơi, làm rất là lâu luôn. Làm từ tầm sớm giờ mà chưa vô đâu hết. Tầm 2 ngày mới xong. 2 ngày. 2 ngày mà làm á cật lực các bạn ơi, chứ không phải nhanh đâu. Đó. Đây chắc mình nghĩ là tầm có tối ngày mai nó xem. Ngày mai mình mất một buổi đi quay buổi sáng em nghĩ là chắc mốt nữa này. Chắc thầm, nếu mà làm một chuyện đi ái nữa thì chắc thầm. Chắc phải ngày mốt nữa mới xem. Cước đầy mình nghĩ là khó mà đứt, trừ khi có chim mà xả lớn đó. Cán nó mới đứt thôi chứ, còn trình thì nghĩ là khó. Cước này có, tại vì câu vàng mình búa nó xuống nó có đồ dùng này, khiên cá nó kéo đi qua đi lại qua lại nó kẹp nó mệt rồi nó mệt là nó đừ nó đúng không à. Có từ khi nó dướng nó không cây rồi nó không có cái lực mát lại đó là nó không níu trì khả năng nó không có cao được chứ mấy cước đây là trừ khi mà anh em mình bủa cá nó kéo vô gốc mình sâu quá mình lặn được mình mới bỏ thôi chứ cước đây mà khó mà đứt được nó này đúng. Sao đứt dễ đứt trừ khi nó dính gốc cái này dính gốc mà mình lặn không tới là mình cắt mình bỏ thôi chứ khó mà mắc nó. Hè dính rồi mình tì đứt đầu đây mình qua đầu kia mình nhổ lại nó suốt rồi nè. Ủa cước đây là mình câu có bù ngù hay là cước có cái bù ngù to hơn này? Ngù to nữa chứ. To hơn. Cước đây câu có thu được không? Thu cước đây luôn, không câu có thu à. Câu nếu là cước ở đây câu đủ loại cá nhưng mà phải cái tầm cá lớn. À. Cước đây nghĩ cước đây mà cá có 15-20 kg kéo cũng xi nhê đó rồi này. Không xi nhê đâu, đây đợt câu biển có bị cá 30 kg này, câu có bị 30 kg bình thường đâu có gì đâu. À. Mà biển làm thẻo đây là làm thẻo câu. À. Còn tiền nó tới 220 lần, 220 rưỡi lần. Mà qua biển quýnh cũng hay dính rạn rồi này. Dính rạn rồi, quýnh trên rạn mà. Rạn cắt bỏ gì? Dính bẻ tâm người với sấm trì. À. Trì cho nó bứt lên. Còn lên thì cột lại trong kia ấy, chừng nào nó que kia nó bứt. À. Bất cứ bỏ chứ làm sao. Chứ rạn mà rạn già mà biết làm sao mà khó ấy lắm. Trang trước đi có giờ này. Nói chung mình năm nay làm cũng được. Cũng được. Kiếm sống tốt. À. Nói chung quê mình mà cũng đa số là nhờ về cái nghề biển cũng nhiều các bạn ơi. Nói chung là giải quyết công ăn việc làm cho anh chị cô chú rất nhiều luôn. Trang nào cũng kiếm được chục mấy và chục triệu rồi cũng bình chứ không khó lắm. Mà tính ra thì mình ra biển mà đi một trang vậy chứ tính ra mình làm có tầm 10-20 ngày phải không này? Thì làm không có nhiêu đâu, thời gian làm không có nhiêu chú, mình chạy đường rồi á. Thời gian chạy ra chạy vô mất ra vô cả chục ngày rồi. Mất chục ngày rồi. Mất chục ngày. Làm bao nhiêu đâu. Trong nghề biển mà giải quyết công an việc làm ở quê mình khá nhiều, vì ở quê mình mà không có biển là
những chú lớn đồ cũng biết làm gì, không biết làm gì cho ra tiền. Ruộng thì là lâu lâu mấy tháng một năm là mấy vụ ta, ba vụ ấy. Mình ở mình giờ có hai đầu ba. Hai vụ. Còn nuôi heo thì ở quê mình heo lúc là dịch, lúc bệnh, lúc là giá cả lên xuống, nói chung là kiếm đồng tiền ở quê rất là khó nên. Không, nói chung biển cũng giải quyết được nhiều vấn đề lắm. Quá chừng luôn chứ, từ xưa giờ luôn á. Ở quê mình mà không có ngày biển nè, chắc cũng đau đầu luôn á. Rồi, biển nguy hiểm. Đúng rồi. Hậu ơi, bây giờ chắc em nghiên cứu do bị úp sạn rồi, em xuống bếp rồi em xào cho nó chín rồi bưng lên má anh em mình ngầu mình lại ra chút ít nha. Dạ rồi đi. Rồi anh hai đâu, anh em chiều giờ cũng quằn cũng mệt rồi nay. Bây giờ nói chung là dựng đây rồi mai mình làm rồi mốt mình làm, nói chung là mình cũng không bon ba gì hết á. Khi nào xem rồi anh em mình vô trận mình chiến không? Cố gắng cá hai cá nữa. Dạ. Nói chung cũng bon ba. Anh em mình cứ dàn câu xem lúc nào rồi anh em mình vô trẻ mình chiến á. Không có gì đâu. Anh em ơi, đầu bếp Phú Quốc mới xào. Ai lương đây để mới xào lương đây. Bây giờ mấy anh em mình dùng bữa luôn. Trong hôm nay mấy anh em mình quay từng cái công đoạn để anh em mình hành trình mấy anh em mình đi vô trong hồ khác các bạn. Anh hai uống điệu hả? Đây uống điệu. Trong ở quê mình trời đành lạnh lạnh, anh hai làm mấy cái rượu à. Làm chai đó, ngủ vừa nghỉ đó vừa ăn cơm tấu vừa thôi. Hai bị lần mà. Hai bị lần mà. Ô, anh em cho vô gái chúc mừng hôm nay. Hy vọng thuận buồm xuôi gió. Anh em vô kiếm được vài con hàng. Mọi người nha. Ngon không? Lương ngon không? Lương ngon không? Ngon he. Mời mọi người dùng nha. Hôm nay vô lương xô ra đợt đây lương trồng trọng không cái này. Lương là dân kiểu không à. Đang ở lâu rồi chứ. Lương bự bự. Mọi người. Ngon ha. Ngọt ha. Đúng bài. Nhưng mà lương mà làm rồi. Cái này hồi sáng luộc đi, tuốt. Làm gì? Nấu cháo đi. Nấu bắt đầu thử dầu trừ cái đầu xanh làm nấu cháo đi. Cháo bữa tập trước em làm rồi. Sáng luôn em lóc xương sống rồi nướng với nghề từ tuyệt chiêu luôn à. Ngon cái đấy là hấp dẫn đâu, làm cái món gì cũng đúng bài luôn. Lúc giờ làm món này cũng ngon. Cái đấy mình đánh màu trùng nhiều anh em kêu mình vô trong đấy mình đánh màu mà lậm gà này. Màu gà đúng nhẹm đấy. Hầu giờ chưa sử dụng cái màu đấy. Anh em ở bên Tây có những tiếng em kêu đánh màu mà trình là đánh lậm gà là tuyệt chiêu của câu trình đi. Câu trình thì lậm gà là nó là đúng chính xác, chính xác rồi. Đúng rồi, anh em miền Tây những màu nó là nó dài đúng không? Giữ được lâu. Lâu màu nó phải. Như cá nhỏ nó đỡ phá anh, nó dài. Đúng rồi, trong đấy chứ cá nhỏ đâu biết. Rồi, chú. Rồi. Đây là mình mới kiểu mà. Chú Bình, bữa nay có đi gặp con rắn cầm nang nữa không? Con rắn mới cầm nào nữa không? Ủa chú Bình mới làm về chú Bình. Làm đây mà. Làm bánh thổ hả? Thổ. Dạ. Ngồi lường mòn của chú Bình làm thử. Hồi sáng con không? Để lấy chén nè. Hồi sáng con quánh lường mà mị to hơn bữa luôn. Còn nửa tay. Sáng lượng chúa không? Còn sáng tầm 3 lạng là mấy con, 3 lạng, 4 lạng á. 4 lạng. Này có xuống dưới kia chưa? Dạ không chưa. Để tao nói nó. Mà nó xuôi cái chú. Xuôi cái là cái nước đập á, quýnh cái nước đập người ta bơm nước xuống xuống ruộng á. Cái nó văng nó khúc này, nó ngập ấm nó chết hết trơn rồi. Mà lương nó ăn canh sáng sớm 1-2 giờ sáng sao nó không ương, nó còn tư đấy. Mát mơ là nó bỏ dưới nước mà tư gì đâu. Dạ. Nó có ánh nén rồi. Đâu dạ. Con lương á khi mình phát hiện nó mới chết đấy thôi, thì nó chết lâu là bắt đầu nó vàng. Nó vàng thấy con lương lại mà cái nhớt nó là nó nấu lên nó trén cái nhớt đi. Bữa nào lương nó cứng lại. Lương nó cứng lại. Cứng lại. Bữa nào chỉ vô cái sình chỗ cái đập mà nó tháo rồi. Ở đâu chú? Ở dưới mình hồ khế rồi. Đằng đây.
Ông thấy ra đập bấu mà, ông nói đập bấu mà. Muốn dứt đập bấu á, dứt mấy cái cành á, ra đập bấu không? Ừ, để đấy, để đấy. Hồi sáng à. Hồi sáng con thả được một tám. Xuống biểu chị ba lần. Sáng con thả được 13 con, mờ lương ba bốn lạng, ba bốn lạng. Có con chỗ bình. Nó ra nó chung vô nó ăn mà nó chung không hết đâu, nó chung nửa mình á. Cái nó lui ra mà trúng gẹp cái toa nó đâm vô cổ á. Xép nè cái màng đó. Xép nó tùng nó vuốt vô luôn. Gẹp nó dính. Ồ sao mà tưởng dính rác mới gặp chứ. Giỡn nó dạng cái toa. Thấy không? Mà cái toa của mình này nó đang kiểu cuồng lừa khốt rồi vô là nó vuốt rất mẻo. Nghe không? Ừ. Nó vô giải cho mình. Chứ vuốt đi già nữa, tri nó già nữa. Nó còn 2 mét kia giờ đen kia nhưng để làm thêm miếng. Để em xuống nhà em lấy thêm 17 ống á. Bữa nào đi qua bên bè bên kia. Em không lấy gì. Không lấy thì để lại vô họ mình mua thêm vài cây nó làm được. Dễ không xuống xuống bà Mãi mua thêm cỡ 2 cây nó làm được. Mua 2 cây làm với khóa cần mượn người ta. À. Để mấy mình xài luôn. Cái cũng như của mình luôn. Ừ. Kéo cũng được. Dạ để làm dần câu xem rồi anh Hai rảnh xuống lấy thêm 2 cây nữa. 2 cây có 1 mấy nào như mấy. 2 cây 6 mét không? 1 cây 6 mét không? 4 chứ làm gì có. 4 cây 6. 4 mấy vậy trong đó. Nó Sài Gòn mi 6. Làm nhiều anh em để dành thở luôn nhiêu. Để chủ yếu là mùa này nó có màu đi tháng lương như mấy mùa kia không có màu. Đúng rồi. Mùa mưa này có màu ở trùng mấy. Mấy mùa kia mà tím mấy mùa hè kiếm con trùng nào rồi. Quen không có được. Chú Bình. Chú Bình dùng thử chú Bình. Chú Bình. Anh đi. Lương này. Còn mì đợi hồi, mà. Hồi sáng coi chứ có còn cái 4 lạng cho này. Còn kìa có 4 lạng chứ. Còn to tục đồng. Sáng giờ mấy làm đâu có xuống mà dưới rồi biết. To mập. Nhận ché. Sáng giờ bữa nay dòng mì mà ở xuống dưới biết. Rồi. Mấy em con tưởng chú chú đi làm trong trường. Có. Cà sơ sơ mà ngày nay em làm dần câu chú Bình làm câu để vô hộ thế mà con nghĩ vô đẻ cũng là hiệu quả đẻ quá mình nó nói đâu nó mà vô nó mà quánh không hiệu quả thì mới được dạ nó làm cái thẻo đấy biết không để biết không để hù cái lòng con nó đói dạ bây giờ mày quánh dần câu là y bài dạ nhưng mà phải vô trong phải kiếm có cái thúng có ghi mượn ghi mượn ghi còn không phải ghi dạ biết không chứ vô trẻm là cái hồ cái khế nó chưa bao giờ nó cạn khô nên trình nổi nổi trong hang hốc rất là nhiều luôn người ta câu là vẫn vô đấy trình là chắc cú chứ bóng cái bóng cái tượng chút cái bóng cái tượng à như cái trăm cổ nữa dạ không bố trùng thì không cổ nó ăn đây mình quýnh trình như cái tre với cái bóng cái tượng á trăm mấy cổ trăm cổ lớn nào mà có nhưng mà chục ký chục mấy ký mà mình quýnh trùng thì sao nó ăn được hay nào quýnh lứ rồi nó chạm canh mà canh đâu mà tại nó nén 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 dùng mấy cái bìa dùng số á bìa số đúng cái bìa xuống chỗ tạm bất ái đập thẩu á như mấy cái phía trên trời nó rộng quá đủ bao nhiêu từ đây vô đây cũng mệt cho qua dở rồi đủ có mấy cái nách số đấy kem cà trèo cũng ngon nói chung chú Bình rồi cũng rành những cái địa hình trong hồ khế lắm các bạn ơi cũng khá là rành nên chú Bình sẽ hòa đầu quân sư tư vấn cho mấy anh em mình để vô trạm đây đi nó lọt đi vô hố vòng bọng á đi vô hố đang hố trong hố gì nữa hố đi vô hố quái bị hôm đó dạ. Là đi sâu vô núi à sâu vô núi vô đấy một hố lớn lắm rộng nói chung hồ khế nó quá rộng nói chung mà bạc ngàn luôn thì mình muốn bắt mấy cái con đó ấy là mình bò hét thừa chứ không bao giờ thừa như thằng bò hét trong độ nước cạn á cuối tiếng của nó á tao có dách tem nó hơi cạn hơn đâu mình ba đúng mà qua khỏi ấy là chỗ cái trong bọng đi bộ vô được mà hộ khế mà mấy em câu mà có bóng ra tượng cái để cái 8-2 ký 2 vẫn có mà nếu mà cố có bóng mà vô không giờ làm nó có khô quế đâu dạ trình vẫn còn mà con thơ đập rồi dính cái bóng ta tượng như nửa gỗ tàn có những cái là đợt trước cũng vậy quýnh nhiều lắm đây làm ở nhà mười mấy năm rồi hình như hầu nó mới làm lại hầu là mười mấy năm đập nó chưa cạn mà nói sao đâu có cạn đâu mà đợt trước nó mực nước đợt trước nó còn cái hố này nó xuống nó còn cái máy cái hố này rồi trước mà bắt cái mì mực ở đấy thì nó không có cạn được nữa từ cái đầu vụ nó làm mực nước hết chảy ra mương bắt đầu là trong hồ chỉ còn lại nước đấy chứ không bao giờ cạn được nữa thì bạn mà vô để mà sang có trình có trình có tre có bóng cái tượng đó
trình là chính xác, phải cố lúc sau chứ không chạy đâu phải. Nói chung là mấy anh em mình tự tin như cho trong nó mà bắt được trình là khoảng là 90% các bạn ơi, tự tin rất là cao luôn. Trình mà nếu có là trình mịa chú. Đúng rồi, trình có 3-5 kg có. Tại vì nó lâu rồi nó không cạn mà. Đúng rồi. Ngày mấy chú con cá kêu có bắt còn 4 kg không à. Bữa trước là ngày mấy kia nó đi núi rồi nó thấy mấy con rùa nữa. Rùa. Rùa đụng mà nó chạy lên có đây nó nằm nó hơi rùa, đụng thấy là nó rùa trong hố nó ra. Không, rùa đợt trước lũ con có thả trong đấy hình như được 5-6 con á. Rùa mua chợ Hồng Sơn á, mua cái về thả đấy. Rùa rén đi. Không biết. Rùa gì nó bán mấy trăm ngàn con, 7-8 ngàn cái đợt trước mua 5-7 con thả đấy. Thì mấy làng này núi to có cái tô cũng có này, cặp rửa cái tô cũng có. Lá tràng ấy mình nằm hồ hồ nước lớn rồi chứ không phải nước dài đâu, nước nằm này không có nước, không có mưa, không có nước. Nằm này nước chưa lên mực đấy mà. Nằm này nước thấp đó. Nằm này lượng mưa có. Nằm này nước trong đó không có mà nước mà cái đâu có thấy mưa đâu mà nước. Không, đợt đây bữa vô là nước giật xuống cỏ rồi nó mẹp đấy, là mấy người con cá kêu là cá nó vô nó ăn, cá nó trém nó vô nó ăn cỏ á. Là mấy người câu gẹp nhiều lắm mà câu nó không ăn. Là nó vô nó ăn cỏ là gẹp nhiều lắm. Cỏ dây nó mẹp da trem à. Phía trem á là xanh ly hết luôn. Là xanh hết luôn. Bài này xếp nè. Dạ. Mà nếu mình lụng cho cái số đó mình gài cái thùng lại. Gài thùng lại bổ cái thẻo ấy, nó nấu đi. Nó ăn bầu nấu chứ nó không ăn bầu trùng. Có trẻ mà nó xong mẹ bể hôm ngoài sông á mấy cái cây mà mẹ qua mép sông là cái cỏ nó ở dưới à tao nghe mấy kia nó chỉ cũng lên không à mấy nó cũng ăn mấy nếu trong có đám cỏ là nó ghiền màu ốc là nó ghiền số 1 ốc là món ruột của nó mà nhưng mà nó ra bự ghê bên gần nó nấu trên mặt nước đó. Đang lỡ nó ở tầng sâu nhưng mà nó đang ăn tầng nấu nó ăn nấu không à sao chảo vậy bèo hôm mà để nó trong đâu trên mặt nước vậy quậy vậy tử bè hôm cứ ở quê mình thường câu sung các bạn ơi ngoài mép sông á là có cái sung nó mép sông mà nó có tròn ra ngoài sông là cứ canh ở đấy là người ta câu chuyện vợ lên ăn sông thời đây là có nó nhiều giờ ngoài sông cũng nhưng mà bây giờ trong hồ cái vẫn có như... mười mấy cái vẫn có mà à, đúng rồi nếu như mấy cầu thì mình nó ví dụ như nó mùa cách làm bé hiểu nó gành một cái lữ rồi nó cát hòa thốt nếu mà có dấu thì phải quýnh cầu lớn gì chứ cầu đây nhỏ quá làm gì mấy cái lữ trong cổ là mà quýnh lữ khác chứ do bữa con quay là gẹp mấy anh em câu nó kêu gẹp trong cổ nó vô bờ nhiều lắm bò nó thẻo cổ thì quýnh câu lớn này cọc nó thẻo cỡ đây nè thẻo cỡ đây thẻo nem cọc tiền á thẻo đẹp đẹp mai không bao giờ mất mà nay thẻo mà này tám mươi cước thái dây tám mươi của thái cũng khó đứt luôn nhưng mà cái miệng là đấy là nó không đứt nó khi nó dính nó không đứt chứ mà khi mình gò nó đấy mình gò nó là hậu của nó niệt nó đi là nó tức tao nói mình mấy cái lưỡi chừng mà muốn búa mà ganh là bền cái lưỡi bù rù luôn rù to quá to gì cái miệng cái trong cổ nó khắp trong phải là miệng cổ nó to không phải cái miệng ấy đâu anh chớp hoặc bút là rồi anh bị à miệng ra mà cổ đâu có to đâu thôi sao không to nhỏ rồi anh ơi mấy anh em mình chắc cũng xin dừng clip tại đây để mấy chú ché mình cũng bàn kế để vô trong hồ cái khế để đi sang trình và sang những con cá bóng cá tượng và cá trê nha mọi người hám clip ở đây gọi là mình nghĩ là gọi là siêu phẩm á các bạn ơi bây giờ mấy anh em mình xin dừng clip tại đây mọi người yêu quý Toàn thì cho Toàn một lượt like và một lượt đăng ký kênh để kênh Toàn nhanh chóng nhận được 200.000 sub nha bây giờ hẹn mọi người vào những video tiếp theo nha tạm biệt.